thì cho mình xin cái xác suất của ba cái đồng này, ok, ba btc, ethereum và những cái đồng altcoin cho mình xin cái xác suất, xác suất là sao? xác suất là mình nói ở oh, một tiếng nữa chuyện gì sẽ xảy ra, nó đang nằm ở trong cái giai đoạn này, coi chừng nếu mà nó cắn cái chỗ này là nó sẽ bay lên, cũng giống như đồng avalanche ngày hôm nay, cũng giống như đồng solana ngày hôm nay, solana thì mình cho bạn cái vùng mua luôn, ok, vô, vô. mình trong cái video trong cái nhóm nâng cao mình nói mình đã thu gom Okay, có nghĩa là mình mua Mình mua thêm Bởi vì sao? Nó nằm trong cái sóng đó Và nó chống được ở cái chống lưng mình đã chia sẻ Đúng không? Thì xác suất là nó bay Thì vừa rồi nó đã bay lên một khúc Ok, một khúc đây Ok, mình cho bạn cái tín hiệu mua ở cái vùng này Ok, cứ mua vô từ từ thôi Thì vừa rồi là Những người nào chơi tương lai thì cũng đã trúng một khúc Ok, riêng là có, thể là cũng là vài trăm phần trăm Đúng không? Vậy, có thể là một hai trăm phần trăm gì đó Ok, và cho những người chơi spot mà mua số lượng nhiều á thì cũng trúng một khúc. Có rất là nhiều người nắm giữ nghe, có rất là nhiều người gọi là gọi là chiêu 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 chiêu, chiêu phú đô la ở đây Việt Nam này nó đang theo dõi cái nền tảng này. Người ta nắm giữ tới vài trăm Bitcoin lận. Ok, vẫn cập nhật tín hiệu của bên mình để chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn. Ok thì chúc mừng cho những anh em mà gọi là vốn nhiều ngày hôm nay thì bạn cũng chốt một cái đơn khá là ok bởi vì uh, lúc mà mình làm tín hiệu nâng cao á không phải ngày nào mà cũng làm. Chừng nào đúng lúc. Ok, mình làm cho bạn cái tín hiệu nâng cao. Chừng nào bạn nhận được cái tín hiệu nâng cao có nghĩa là bạn vô mạnh tay hơn chút xíu. Bởi vì cái nâng cao á không phải ngày nào cũng mua được hết á. Nó phải đúng thời điểm, đúng cái con giá nó hấp dẫn thì mình mới vô mạnh tay. Thì nó vậy. Ok.